Em đồ uống Minh Nghệ trường Minh Nghệ phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một buổi hôm nay là buổi tối thứ hai đầu tuần. Buổi tối thứ hai đầu tuần vui vẻ mạnh khỏe. Vẫn là như mọi khi đó em Minh một buổi tối sẽ cố gắng lên một clip để chia sẻ mọi người những cái sản phẩm đồ uống Minh Nghệ với các bác trưng cho không gian nhà mình sắp Tết này. Sắp Tết này mọi người nhé. Các bác chịu khó mua đồ về các bác chơi. Thì là trước màn hình các bác đây là một tác phẩm song nghê vần chum được chế tác hoàn toàn bằng khối, chỉ một cái rễ của hương hương ta mọi người, vẫn rất là đẹp. Và bức này khá là to, bức này vẫn đẹp và kích thước khá là to, thường bức này bán đâu đó tầm 2 triệu. Đây em sẽ đo kích thước dài 50, sao em nhớ dài 50, dài 50 cao 25 và chiều sâu của bức này 27, một bức rất là to mọi người, vân gỗ rất là đẹp. Em sẽ để cho mọi người giá cực kỳ êm ái và mềm mại. Thì các bác nhìn này, gỗ rất là đẹp với cái chất mọi người nhìn nó rất là nhìn con đồ lên rất là bắt mắt, và thứ hai nhìn rất là khôn, nó không bị dại gỗ mọi người, như cái gỗ hương của mình, chúng ta của mình đặc điểm mà lên đồ nhìn rất là khôn và nó sắc nét, cũng như nhìn nó bắt mắt lắm. Chứ nếu mà gỗ hương nhập nhìn nó cứ dại dài, bởi vì thực sự nó không có vân đâu. Thì gỗ hương của mình nó mới có vân, thì vân nó rất là đẹp. Đây. Và nhìn thấy con đồ nhìn nó rất là chất. To lắm mọi người nhé, một tác phẩm song nghê. Nghê là gì ạ? Nghê là tượng trưng cho chiêu tài hút lộc. Trong phong thủy nghê là chiêu tài hút lộc, còn cọc là trấn tài trấn lộc, cũng nghĩa là cọc là giữ tiền, cọc thiên thư ấy. Cũng cọc thiên thư ba chân là giữ tiền. Còn mà chiêu hút tài lộc về thì là nghê. Hai cái đó khác nhau hoàn toàn mọi người nhé. Nên mọi người đừng đầm giữa cọc và nghê. Nếu mà chuẩn thì không gian thì các bạn phải bày cả cốc cả nghê thì mới đẹp ạ. Ok. Bước này em mình xin giao lưu mọi người với giá cực kỳ êm ái mềm mại đấy ạ. Chỉ có 1.650.000 thôi mọi người nha. Các bác bê về chơi. 1.650.000 thôi mọi người nha. Gỗ đẹp lắm. Chất này mà to thì từng có ngày không có giá đấy đâu ạ. Hôm nay lâu lắm mới làm nghê đấy ạ. Giao lưu mọi người 1.650.000 thôi. Các bác bê về để bàn hoặc là nói chung là trưng chỗ nào người cả phải đẹp, các bạn chơi bây giờ chơi 1.650.000 giá nói chung là hợp lý, em phải giá hợp lý thôi chứ không bán đắt đâu, hợp lý cho các bạn chơi thôi. Tí về em lên cho mọi người một chú heo rất là đẹp và tuyệt vời nhá. Sau cái heo em sẽ lên mọi người rất là nhiều sản phẩm đẹp, các bạn rất là nhiều, toàn sản phẩm đẹp thôi, không có sản phẩm xấu cả. Ơi cố gắng để xem toàn sản phẩm đẹp chất lượng. Một chú heo gỗ hương cực sáng màu, vân nứt rất là nét. Đây mình gỗ hương nét căng luôn, để bàn nhá, rễ gỗ hương nhá, để bàn nhá. Này hương ta nhá, thì là cái rễ, những cái rễ phần kinh nét như soli luôn phần này. Sợ luôn đi mọi người, phần sợ luôn đi, càng đẹp đẹp luôn nhá, vẫn càng đẹp đẹp. Ok, để em đo kích thước cho mọi người. Em đo kích thước chiều rộng của sản phẩm này là 35, cao 17 và sâu là 17 mọi người nhá. Rộng 35, cao 17 và sâu 17. Em Minh chỉ xin giao đi mọi người bức heo với giá là có 950.000 thôi. 950.000 thì mọi người nha. Gỗ quá chất và đẹp rồi, không phải nghĩ ạ. Hàng nghìn khối. Quá tuyệt vời để bán, heo để bán. 950.000 đấy ạ. Ok, để em bên xin phép bên sản phẩm heo này xuống. Tiếp theo, em Minh sẽ đến giao tiêu cho mọi người một bức di nạc cổ sụ hương rất là to. Không biết em có bê được không? Để em một chút xem em có bê được không đấy nhá. Cho cố gắng. Có lắm.
nhưng cũng bị không. Chút không sao, sụn hơn 100%, cũng cực kỳ sáng màu, to đẹp, sụn hết nhiều. Ai tín đổ của sụn hương thì vào bê bức này, trời ơi to lắm, đẹp lắm, giá lại cực kỳ êm ý. Chưa bao giờ bán một cái pho tượng đặc cỗ sụn hương to và đẹp cái này mà giá êm. Bởi vì bức này mua là gỗ giá rất là êm nên giao lưu mọi người rất êm. Có chưa mọi người? To, khủng, đẹp, chất. Đây đục 3 tiểu, 30 tiểu, 1, 2, 3. Có thêm mối nghe đây. Sản phẩm này có chắc duy nhất cái đồng tiền đằng sau rồi. Đồng tiền này là sạc toàn bộ của em liền hết, toàn bộ liền hết. Mọi người cứ ngắm cái sản phẩm này. Ngắm cái sản phẩm này. Thứ nhất là chúng ta nhìn tổng thể sản phẩm này. Bên kia là củ sâm này, bên đây có nghê này, 3 tiểu này. Và chất gỗ rất là sáng màu và đẹp. Giá thì phải chăng thôi, cực kỳ phải chăng luôn mọi người nhá. Nó phía trước nào. Dạ, bức này rộng 70 mọi người ơi. Chiều rộng 70. Chỗ cao xem. Cước này hơi mở, không nhìn gì. Mở quá rồi. Rộng 70, cao 41. Ôi, chuẩn đi. Chi cao 41, sâu 35, chiều sâu bức này là 35 mọi người nhé, rộng 70 cao 41 sâu 35. Bức này nó thích hợp với cái đôn kẹp ở chỗ trước kệ tivi, đôn kẹp đó mọi người, đôn kẹp của bác bày lúc này là tuyệt vời luôn. Em mình quay cho mọi người ngắm nhé, gỗ sụn mà đẹp lắm. Ấy mọi người nhìn đồ kỹ rồi. Sáng lắm, vụ sáng màu lắm. Vụ sáng màu lắm, sụn hết. Đây. Sụn mà cái này nó nên giờ kiểu là lu lu gì đi, không phải là sụn được không đâu. Kiểu dạng lu lu gì đấy, không phải vết đâu, sụn chạy. Kiểu dạng lu lu gì đây. Đây là những cái chân như kiểu chân nu chứ không phải chân sụn đâu. Chân nu nó chạy. Đây là nghe, đây là một nghe. Cũng đẹp lắm. Kiểu dạng sụn nó lòng hòa lòng hoàng. Không đâu với đâu rồi. Đấy là mày là gỗ sụn. Sụn rất là đẹp. Không chê được. Không chê được mọi người. Không chê được một nghe à, rộng 70, cao 41 và sâu là 35. Với một cái bức gì đặc sụn to như này thì nếu gỗ bình thường 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 chúng ta phải bỏ số tiền từ tầm 6,5 triệu à, mà hôm nay có cái bức to như này em mình chỉ để cho mọi người với cái giá cực kỳ hợp lý ạ. Em mình chỉ ra lên mọi người bức này với giá là chỉ có 5,9 triệu mọi người nhá, 5,9 triệu không ship, 5,9 triệu không ship mọi người nhá, giá cực êm. Một cái pho đi nặng bé xíu đây, bé tí xíu pho này là 2,6 triệu này. Đó, nếu mà so cái pho này, pho này, so pho này, nó bằng 1/10, bằng 1/10 luôn mọi người nhá. Mà pho bé xíu 2,6 triệu rồi, thì cái pho này 5,9 triệu, nó pho này quá rẻ. Đó, mọi người ai thích hàng sụn sáng gỗ thì các bác bê bức này về chơi, ngắm kỹ đi. Chất mà, chất đẹp, chất sụn đẹp vậy, chơi theo em là chơi này được. Mà to gỗ gì, mà giá là hợp lý quá, em cũng khá là rộng. Nói mọi người nghe hay không? Để bê xuống nhá. Cho mọi người quay bê xuống.
thường nhất là nhiều, độ rưỡi cũng bình thường, kiểu cũ thôi. Em có một cái bức thần tài, không thần tài, nhà sao bị vui vui mà đỡ buồn. Sụt hương liền nguyên khối, lưu sụt hương liền nguyên khối nhá. Một bức thần tài được chỉ tác trên một cái gốc lưu sụt hương liền nguyên khối 100%, đục cây bong ngoài mọc rất kỹ. Gỗ đây, sáu gỗ đây, nghỉ nguyên khối nha mọi người nha, nghỉ nguyên khối. Để em đo sơ qua kích thước cho mọi người. Cao 52, rộng 36, sâu 21. Cao 52, rộng 36, sâu 21. Hàng liền nguyên khối, không chắp ghép, không dặm màu, không vẽ vân, gỗ lưu sụn, đục kỹ. Đây, cái này liền hết nha mọi người, chất gỗ này liền hết nha. Này, sụn mà, đây còn rơi nha, đây còn rơi nha. Đây, gỗ rất đẹp, gỗ rất đẹp mọi người nha. Đây, đây cái hài của cụ đây, đây nu, đám nu đây. Cái này bác nào đây nu đây, cái này dành cho bác nào thích chơi những cái hàng bán thân và được chế tác trên những cái chất gỗ lũa tự nhiên thì các bác có thể bê bức này về chơi. Đây, sụn mà, sụn hương mà, sụn hương mà. Đây, rất đẹp luôn đấy. Rất đẹp luôn đấy. Mọi người nhìn chưa? Rất đẹp luôn nha. Em mình giao cho mọi người cái bức này giá rất là êm ái mềm mại, em thật sự mọi người luôn. Đấy có mấy trăm nghìn tiền công thôi. Em mình chỉ xin giao lưu mọi người bức này với giá là chỉ có 1.9 triệu, 1.950.000 thôi mọi người nha, 1.950.000 thôi. Em chỉ lấy của mọi người 800.000 tiền công thôi. 800.000 tiền công thôi, bởi vì tiền full thôi. Tiền full mới tiền gỗ nó mất 1.1 triệu rồi. Tiền nghiên khối 800.000 tiền công thôi nhá. Em chỉ được tầm 200 thôi. 200 hoặc 300. 300. Được 300 bước này thôi mọi người nhá. Đẹp lắm. Vào thích cái hàng nạ nạ mắt một chút của mọi người được chứ. Tuyệt vời. Em xin giới thiệu mọi người một cái sản phẩm khá đặc, hơi nạ một chút, dành cho bạn nào thích chiêu tầm hàng độc lạ. Đây, em chỉnh máy. Hàng nghệ nhân hàng nhá, chúng là đục kỹ lắm, tuyệt vời luôn. Đây là một trong những cái bức tế công mà em cực kỳ thích mọi người ạ, và em cá và cũng sẽ rất nhiều bác thích bức tế công này, bởi vì đây là được chế tác liền nguyên khối, liền nguyên khối mọi người ạ. Kể cả cái quạt cũng là liền này, liền nguyên khối và đục kỹ. Bên này có một con chó này, để mọi người nhìn chó chưa, một con chó liền ăn liền nhé. Bên dưới chúng ta sẽ thấy đây có một cục đá này, đây gỗ ôm đá, và dưới đây có một cục đá rất là to. Đây là một sản phẩm nếu mà riêng về cụ tế là gì ạ, cụ tế là một trong những đệ tử của Phật, cụ đi truyền đạo và trừ gian diệt bạo
cụ tế là đại diện cho trường phái tu tâm không tu miệng. Tu tâm không tu miệng thế là như nào ạ? Có nghĩa là cụ là một người tu tâm thôi, còn miệng thì cụ vẫn uống rượu, mọi người nhà vẫn uống rượu và vẫn ăn ăn thịt chó, ăn có cụ ăn thịt chó không tôi biết, nhưng mà thấy thiên hạ rồi như thế. Tóm lại là một câu là tu tâm không tu miệng, và cụ là một người lúc nào cũng cười, lúc nào cũng trong tư thế an nhiên tự tại vui vẻ, không màng đến bất cứ cái gì ở cuộc đời cả, công danh tiền bạc lợi lộc cụ đều không màng đến. Là cụ tế là một trong những cái sản phẩm rất nhiều bác thích, bởi vì nhìn cụ là chúng ta sẽ thấy một chất đời, một chất đời thực rất rõ nét, và một con người sống lấy cái niềm vui, sống lấy cái niềm vui đặt trên hết, và thứ hai là sống an nhiên tự tại. Đó là một trong những cái ước mơ của rất nhiều bạn, trong đó cả ước mơ của em đấy. Bởi vì chúng ta có quá nhiều cái vướng bận trong cuộc sống mà không thể hiện được. Cái chế tác hay của cái sản phẩm này, thứ nhất là niềm, thứ hai là nó có một cái chất phôi ôm đá rất là đẹp. Thứ đến là cái chất gỗ của sản phẩm này, nếu mọi người nhận hàng về chúng ta sẽ sờ vào cái gỗ này và chúng ta nhìn cái chất gỗ, những cái đường nét gỗ, chúng ta thấy là đây một cái sản phẩm xứng đáng để chơi và sưu tầm. Sau lưng gỗ là một cái chum đầy đá này, gỗ này là kiểu dạng ôm đá nên là cái gỗ nó rất là tốt và cái chất của nó thì khỏi phải chê. Riêng chất ôm đá thì mọi người có thể em có thể khẳng định luôn là chúng ta chơi chúng ta rất là đam mê, và cái thế đá nó rất là tuyệt vời, thế đá rất tuyệt vời mọi người nhé. Sự là cái viên đá bên dưới này này, viên đá bên dưới này nó khá là mong manh ấy, nhưng mà phải xử lý rất là kỹ rồi, không sợ nó bật ra, xử lý rất là kỹ rồi để mọi người yên tâm. Đấy, mình sẽ do kích thước của bức này, bức này thì không quá to đâu mọi người, bức này là bức hàng nhỡ để không gian phòng trà để mọi người thưởng lãm thôi. Công thì người ta lấy rất là cao mọi người, bức này cao 54, cao 54 rộng là 39, cao 54 rộng 39 mà chiều sâu là 29, cao 54 rộng là 39 và sâu là 29. Em Minh xin giao đi mọi người bức cụ tế tuyệt vời này với giá cực êm trên thị trường. Nếu mà mọi người mua cụ tế này, có thể nơi nhiều được cửa hàng cửa hiệu người ta sẽ quát mọi người với cái giá tiền rất là cao, có thể lên đến 6-7 triệu hoặc chục triệu. Mọi người hãy xem đấu giá Facebook để biết. Em Minh thì sẽ bán cho mọi người tiền gỗ tiền công. Em xin giao đi mọi người với này giá 3,9 triệu thôi, 3,9 triệu mọi người. Em hứa luôn thì mọi người nhận hàng để thấy không thể chê được, rất chất, quan là liền. Mọi người chỉ thấy cái chất gỗ này, đây là viên đá vẫn kẹp trên người cụ này nha. Viên đá kẹp trên người nha, đây mọi người nha, đó để gỗ này. Đó là chất hương đá thì thôi khỏi phải nghĩ về vấn đề gỗ đâu ạ, nó quá đẳng cấp luôn, quá đẳng cấp luôn đấy ạ. Một tác phẩm em nghĩ là ai chịu thích, ai chịu thích. Em xin phép đi cụ xuống mọi người nha, cụ đáng yêu lắm. Thích thật thì cụ rất là thích, chung là nhìn những hại như thế thì ai cũng thích cả. Em tiếp tục lên cho mọi người một cái chung cọc bám lô sụn rất là chất lượng đây. Mọi người ngắm với cái giá thành thì em nghĩ là cũng rất là êm, chung đẹp lắm, chung đẹp lắm lắm luôn nhỉ. Chung tam cọc rất là to, liền nguyên khối các cụ nhá. Lưu ý giúp em là hàng liền nguyên khối, chung tròn đều và rất là đẹp, hàng sụn đây mọi người nhìn nha, thấy chớp sụn chưa, gỗ đẹp chưa, nuột chưa, nuột không, quá luộn. Sau đây các tình yêu ơi, đây ạ, đẹp lắm. Đây mặt
trước đây. Đây Nu nó chạy từ đây nha, chạy đây, chạy đây, chạy đây, chạy sang đây là Nu. Nau Nu. Nau Nu, Nau Ru. Đó. Luột và rất nhiều Nau Lu. Ok chưa ạ? À? Nhiều nơi bán chung này, nếu mà Nu này thì bán giá chát xin chít nào. Nhưng em Minh là mua gỗ thường vào giá Lu. À mua gỗ thường vào gỗ Lu. Và bán giá thì để giá rẻ hơn cả giá gỗ thường cho mọi người chơi. Để em cho kích thước chung mình nhá, rất là to đấy ạ. À. Và giá thì mọi người ai cũng có thể yêu được cả. À. Mọi người nghe. Để em chút xíu. Chung cóc có đồng tiền nhá. Chẳng qua là bây giờ không biết đồng tiền vứt đâu thôi. Nhưng mà gửi hàng mọi người có đồng tiền đầy đủ. Chiều rộng 52 cái cụ nhá. Cao 48. Sâu 28. Rộng 52. Cao 48, sâu 28, chung chuẩn xe. Quá đẹp. Giá lại rất êm. Chắc chắn trên thị trường không phải là bán cái chung dưới 3,5 triệu. Khẳng định luôn. Khẳng định luôn luôn đấy ạ. Đẹp chưa? Nhưng em Minh chỉ giao lưu mọi người 2,9 củ 9. 2,9 triệu mọi người nhé. 2,9 triệu. Bên nhanh về chơi mọi người. Về ba tuần tài bên nhanh về chơi mọi người. Đẹp quá. Bên nhanh về chơi ba tuần tài. Quá chất đẹp luôn. Úi giời. Úi giời. Khoan. Các em nên giao lưu mọi người 6 món hết rồi nha. Mãi tiếp tục ở nhà đi lại mọi người. Chật quá rồi. Không có chỗ đi lại luôn đây. Không có chỗ đi lại luôn. Em không biết làm thế nào đi lại được bây giờ. Rồi thì hiện tại thì mai giải quyết cái hàng gọi. Xong xuôi đâu đó lúc đấy mai gọn gàng lúc đấy sẽ quay tiếp cho mọi người. Ok ạ. À? Thôi em xin chào hẹn lại mọi người nha. Cảm ơn các bác rất nhiều để theo clip. Mọi người xem clip thấy hay nhớ dành cho mình xin luôn like. Chưa đăng ký kênh thì các cụ nhớ nút đăng ký kênh và bấm cái chuông. Và quan trọng là xem clip trả chịu ấn like, ấn like mạnh ủng hộ em. Ô em xin chào hẹn lại muộn rồi. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye, see you again. Hẹn lại mọi người.